Chào mừng các bạn đến với VK Stock Đầu Tư Tự Do à, Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn à, Cách sử dụng à, cái chỉ báo Ichimoku Để chúng ta dùng để phân tích kỹ thuật nhé à, Khi mà dùng à, cái chỉ báo Ichimoku ấy Thì các bạn nhấn vào đây Các bạn chỉ cần à, nhấn vào Y một cái dạ. Nó sẽ ra này Ichimoku này, May Ichimoku này Thì các bạn nhấn vào đây Đấy. Thì nó sẽ ra được Cái à, ở ờ, cái biểu đồ của Ichimoku như này à, nếu mà các bạn nào mới sử dụng cái chỉ báo Ichimoku này thì các bạn nhìn vào cái chỉ báo Ichimoku này các bạn rất là khó nhìn đúng không ạ cực kỳ là khó luôn đấy rất là khó nhìn đấy, nhấn vào Ichimoku nhấn ra được luôn cực kỳ khó nhìn vì nó có rất là nhiều các cái đường đúng không ạ năng hoàng năng hoàng thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành chỉnh sửa cái chỉ báo này một chút xíu nhá này rồi các cái chỉ báo này thì các bạn để nguyên, Đấy. bởi vì nó đã lập trình sẵn cho mình rồi, thì các bạn để nguyên nhé, các bạn chỉnh sửa để các bạn nâng cho mình ba cái đường này, cái đường đầu tiên này, đường màu xanh nam này, Đấy. tăng lên cho mình, được thứ hai đường màu đỏ này, chọn màu đỏ cho sắc, chọn màu đỏ, Đấy. chọn màu đỏ tăng lên, chỉnh cho to lên nó nét lên như tí nhá, còn thứ ba này, Đấy ba cái đường chính này, ba cái đường chính này các bạn trình à, to lên cho mình, được rồi, các bạn ok, Đấy, rồi, rồi thì bây giờ mình sẽ nói về cái chỉ báo Mei Ichimoku này nhá. Ờ, nhìn vào cái chỉ báo Ichimoku này chúng ta nhìn thấy rất là ngoan ngoằng đúng không ạ Đấy cái công thức để tính ra các cái đường này nhá, thì các bạn học thêm ở trên mạng nhá, ờ, bởi vì mình Uh, mình uh, học cái Ichimoku này mình áp dụng là chính thôi áp dụng vào thực tế để chúng ta dùng uh, điểm mua điểm báo và biết được cái xu hướng của nó là chính thôi cái công thức để tính ra được cái đường này thì các bạn học thêm ở trên mạng nha được chưa? thì ở đây có 5 cái đường này các bạn này 1 2 3 4 5 5 cái đường này đúng không ạ thì mình đã chia ra làm ba cái đường chính nhá và hai cái đường phụ được chưa đây thì cái đường đầu tiên có đường màu, màu xanh lá cây này thì người ta gọi là đường này là đường gì ạ đường màu xanh là cây người ta là đường gì ạ đường chỉ cu nhé các bạn nhé đường chỉ cu thứ Nhật người ta gọi là đường chỉ cu được chưa ạ tại sao nó lại có in này thì các bạn tự tìm hiểu trên mạng nha mình không phải giới thiệu cho các bạn nhiều được chưa ạ đấy à, thứ nó là gì ạ chỉ cu đấy đường chỉ cu này người ta gọi là đường trễ đường trễ nó trễ nó trễ hơn so với cái đường giá này nghĩa là nó chậm hơn so với cái đường giá này cái đường giá này thì nó sẽ chậm hơn 26 mươi sáu phiên nha chậm hơn đúng 26 mươi sáu phiên Đấy đường đầu tiên là đường chỉ cu, đường màu xanh là cây này. Đường thứ hai là đường màu xanh nam ở giữa này. Đấy đường màu xanh nam này các bạn ạ. đường màu xanh nam này. Đường màu xanh nam này thì người ta còn gọi là đường tín hiệu nhé Là đường tín hiệu. Là trung bình cộng của 9 cái nến, là đường trung bình cộng của 9 cái nến. Hai mình còn gọi là gì ạ? MA9 được nhá. Các bạn gọi là MA9 được. Đường trung bình cộng của 9 cái nến. Đấy. Là đường ten can, cái đường màu xanh nam này gọi là đường ten can đường MA9 nhá. Còn đường màu đỏ đấy là người ta gọi là đường Kijun. Đường Kijun này người ta còn gọi là đường gì ạ? Xu hướng nhá. Gọi là đường xu hướng. nó là đường trung bình cộng của 26 phiên, nó là đường trung bình đỉnh và đáy của 26 phiên nhá. Người ta gọi là đường xu hướng Đây là ba cái đường chính này. Chỉ cu này, Tenkan này, Kijun này. Và tiếp theo là chúng ta nhìn thấy cái khoảng mây ở phía dưới này đúng không ạ? thì phòng bên thì có hai đường nữa đường uh, màu xanh ở trên đây này màu xanh là cây ở trên này người ta gọi là đường uh, Senkua sen qua nhé đường sen qua ấy người ta còn gọi là đường tương lai này nó uh, nó nhanh hơn ạ uh, nó sẽ đi nhanh hơn nó đi trước 26 viên Đấy. nó đi nhanh hơn so với nó đi nhanh hơn 26 trước 26 viên nhé đi nhanh đi nhanh uh, hơn 26 cái nến Đấy. Thì người ta gọi nó là đường tương lai Đấy, Nó đi nhanh hơn, mươi 26 cây này Gọi đường tương lai, đường Senku A Còn đường màu đỏ đây là gì ạ? Đường uh, Senku B à, Mình nói thêm về đường uh, Senku A đã Đường Senku A này, nó là đường trung bình cộng của đường uh, Tenkan và Kijun nhé Đường trung bình cộng của Tenkan và Kijun Đó chính là đường Senku A dạ. Đấy. Hay nói cách khác là đường Senku A này Nó đường trung bình cộng của đường uh, Tenkan và Kijun và nó còn được gọi là gì? đường tương lai. Đường tương lai nhé. nó sẽ đi nhanh hơn trước 26 phiên, được chưa? Chính vậy nó được gọi là đường tương lai. Còn đường màu đỏ phía dưới đây người ta gọi là gì? À, gọi là đường sen b Đó là đường trung bình cộng của 52 phiên, đường trung bình cộng của 52 phiên. À, làm thế nào ra nó ra được thì các bạn tự tìm hiểu trên mạng nhé. Đấy. Đường trung bình cộng của 52 phiên và nó cũng được gọi là đường tương lai bởi vì nó cũng sẽ nhanh hơn uh, đi trước là gì ạ? À, 52 phiên, à, nó đi trước 26 phiên Đấy. nó được trung bình cộng của 52 phiên và nó đi trước 26 phiên nhé Đấy. Đấy, đây là năm cái đường cơ bản rồi rồi quan trọng là ba cái đường này và thứ hai là mây nhá các bạn nhé mây thì sẽ có dễ mây màu xanh được chưa mây màu xanh này thì người ta gọi là mây tốt còn mây đỏ này mây đỏ này khoảng mây đỏ này thì người ta gọi là mây xấu nhá các bạn gọi là mây xấu à, cái mây màu xanh này nó sẽ thể hiện cho một cái xu hướng đó chính là gì ạ cái xu hướng của cổ phiếu đang lên còn mây màu đỏ thì nó sẽ thể hiện cho một cái xu hướng là cổ phiếu đang đi xuống được chưa? Rồi, đây là có mây này và năm đường được chưa? Rồi. và khi mà cái xu hướng của cổ phiếu đi lên ấy thì ba cái đường này bạn để khi xu hướng của cổ phiếu đi lên thì bạn để ý cho mình ba cái đường nhá chỉ cu này tenkan này và kijun nó sẽ nằm trên mây nếu mà nó nằm trên mây nó thể hiện cho cái xu hướng là gì cổ phiếu đang đi lên đang trong quá trình đi lên nhé còn nếu mà nó nằm ở dưới mây bây giờ nó nằm ở dưới mây thì nó sẽ thể hiện cho cái quá trình nó thể hiện cho cái, cái xu hướng của cổ phiếu nó đang đi xuống mình lấy ví dụ như mã khác chẳng hạn đây mình lấy ví dụ nhưng mà má... các bạn thấy không mã vhm này đúng không nhỉ đây khi mà đây là khoảng mây đúng không mây này mây này mây này khi mà ba cái đường này à, uh, chỉ cu này tên này kizu này nó nằm dưới nhá nó nằm dưới mây này mây ở trên này thì nó sẽ thể hiện cho cái quá trình là gì ạ dạ. cái xu hướng của cổ phiếu đang đi xuống là chưa thì cái khoảng mây này nó cũng sẽ báo hiệu cho chúng ta biết được à cái xu hướng của cổ phiếu đang đi lên hay đi xuống được chưa thì các bạn cũng có thể uh, xem để biết được cái xu hướng của nó Đấy, và khi khi mà quá trình nó đang đi xuống này ba cái đường này chỉ cu ten can và kijun này nó nằm ở dưới mây và bắt đầu nó vượt qua được mây này các bạn phải để ý nhá bắt đầu nó cũng vượt qua được mây thì các bạn sẽ để phải để ý cho mình bởi vì nó khi nó vượt qua được cái đám mây này nó chuẩn bị sẽ có một quá trình xu hướng mới là xu hướng sẽ đi lên này này ở khu vực này thì các bạn nên sử dụng thêm các, các chỉ số như là gì ạ à, sử dụng cái chỉ số như là à, Brinjaben. các bạn áp dụng thêm nhé có những sử dụng bullinger này Đấy. Để biết được à để biết được à, à, cái xu hướng của nó là chuẩn bị đi lên đi xuống nữa và bắt được đúng cái điểm mà bắt đầu nó tăng giá được chưa Để chúng ta có thể bắt được cái điểm nó tăng giá. Đây các bạn nhìn này, khi chúng ta bật Bollinger band lên. Bollinger band lên ấy thì bắt đầu cái, cái khu vực này nó sẽ bó lại đúng không Nó bó lại thì nó sẽ có hai xu hướng như hôm trước mình có chỉ các bạn rồi, một là xuống hay là lên, được chưa Khi nó vượt qua được cái kháng cự này, khi nó vượt qua được cái kháng cự này được trên này thì nó báo hiệu cho một cái xu hướng là cổ phiếu bắt đầu tăng đấy. Rồi. Đấy. bắt đầu nó nằm trên nhé bắt đầu nó quay ngược lên này này các bạn thấy không ạ chỉ cu tên can kijun nằm trên mây thì nó báo hiệu cho một xu hướng tăng đấy, đấy. nằm về mây nhá đấy. chúng ta đoán được cái xu hướng chưa? và khi mà khi mà cái đường Senku này, đây đường Senku là đường màu xanh nam nhỏ nhỏ này. Senku, đường Senku A này nó nằm ở trên đường Senku B thì báo hiệu cho cái xu hướng tăng nhá. Nó mới tốt nhá. Còn khi mà cái đường Senku B các bạn nhìn thấy đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh là cây dưới này đấy. Thì các bạn sẽ đây là một quá trình là cổ phiếu sẽ xuống, đây gọi là mây xấu được chưa? Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách mua bán như nào, chúng ta mua bán tại thời điểm nào nhá. Dạ, đấy à, uh, nếu mà mua uh, cái điểm chúng ta tìm cái thời điểm chúng ta mua và bán cổ phiếu ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái đường uh, tenkan và đường kijun này đường tenkan màu xanh nam đúng chưa đường kijun là màu đỏ này thì các bạn sử dụng hai cái đường này thôi để các bạn xác định điểm mua bán nhé rồi định điểm mua bán này khi mà cái đường uh, tenkan ấy đường tenkan nó đang nằm ở dưới đường kijun được chưa? mà bắt đầu nó quay lên nó cắt đường kí dôn này nó quay lên nó cắt đường kí dôn này bắt đầu cắt đường kí dôn Đây là báo hiệu là cái điểm mà chúng ta bắt đầu mua vào này là chúng ta mua tại thời điểm này nhá các bạn nhìn thấy các bạn mua xong này nó lên nó vẫn nằm trên nhé này, sau đó thì tenkan sẽ nằm trên kí dôn đi liên tục đây Đấy, đi liên tục Đấy. đây. và chúng ta bán tại thời điểm nào bán tại thời điểm mà cái đường tenkan nó cắt đường kí dôn này nó cắt đường kí dôn nhá này mình bán ở đây xuống hay không ạ bắt đầu nó lên đúng không ạ đây bắt đầu nó quay ngược lên quay được cái này thì chúng ta đã bắt đầu lại mua lại đây mua lại đây à, các bạn có thể bán được tại đỉnh nhá các bạn bán được tại đỉnh thì các bạn cũng phải sử dụng à, một số mô hình nến như này này một số mô hình nến nhấn chìm để các bạn xác định à, à, cái điểm bán ở đỉnh để chúng ta biết được à nó có cái cái giá cổ phiếu nó bắt đầu quay đầu hay chưa bị đánh xuống hay chưa thì cái này mình sẽ giới thiệu cho các bạn chia sẻ các bạn vào các video khác nhé này nếu bạn muốn bán đỉnh này còn uh, đây là mình sử dụng uh, uh, Ichimoku này thì mình hướng dẫn các bạn là sử dụng cái, cái đường uh, Tenkan và Kijun để chúng ta xác định điểm mua bán đây là cái điểm bán của mình đây. nhưng mà thường thường nó bắt đầu quay xuống một cái quay xuống mà nó xuất hiện cái nến xanh uh, cái nến đỏ như này nhá xuất hiện cái nến đỏ như này thì các bạn hãy lưu ý là, là chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý là chúng ta chuẩn bị bán đấy xuất hiện cái nến đỏ nhớ cho mình nó sẽ báo hiệu cho chúng ta một cái xu hướng xuống đây là xuất hiện cái nến doji này này xuất hiện cái nến doji ở trên đỉnh này báo hiệu một xu hướng đảo chiều nhé yeah. và các bạn bán xong các bạn đợi nó đánh xuống đúng không ạ đánh xuống thì nó lại bắt đầu quay ngược lên đây bắt đầu quay ngược lên thì đây chính là cái điểm mà các bạn có thể mua vào lại Đấy. mua vào lại đây Đấy. Đấy. và nó vẫn nằm trên nhé mua tại đây thì nó vẫn hiện tại nó chưa bị cắt và vẫn nằm trên đường đường Tenkan nằm trên đường uh, Kijun Chứ vậy là chúng ta vẫn chưa có cái uh, phải bán mà chúng ta vẫn giữ nhé Này, Và nó sẽ lên nữa Rồi, lấy một số ví dụ khác như thế nào Đây là sẽ Rồi, Rồi. đây các bạn thấy Đây nhá, cái thời điểm các bạn mua vào này, các bạn nhìn thấy bạn, đường Tenkan này nó cắt đường Kijun này, các bạn mua vào tại thời điểm này đây. Nó lên liên tục đúng không ạ? Đi ngang này. Đi ngang này, đi ngang này. Đi ngang này này đi ngang này, này và nó lại bị cắt đây này thời điểm này thời điểm này nhé bởi vì cái bởi vì cái mã cổ phiếu này cái thời điểm này nó đang là trong một xu thuê xu hướng lên mà nó cũng chưa phải là lên nhiều trong một quá trình đi xuống thì bây giờ nó mới xuất hiện một cái xu hướng đi lên chính vậy đây là cái quá trình nó tích lũy ở đây thì các bạn nên kẻ cho mình một cái điểm kháng cự và điểm kháng cự và điểm um, hỗ trợ nhé hoặc các bạn bật Bollinger lên các bạn bật Bollinger lên các bạn sẽ thấy đây có khoảng cỡ hỗ trợ đây này đấy thì các bạn cũng chưa phải bán vội nha các bạn cứ để đây theo dõi thêm khi nào nó ngược lên ấy. nó quay ngược lên cắt khi run này cắt khi thì các bạn gia tăng khối lượng mua thêm mà mua thêm về thì điểm này nó sẽ tăng lên đây đúng chưa đấy cứ như vậy đang sản xuất này nó tích lũy nó tích lũy và nó bị xuống một tí này và nó cắt lên thì các bạn mua thêm gia tăng khối lượng này hiện lên này À, cái đám mây này nhá ngoài cái việc là gì nó là mây xấu và mây tốt ra nó còn thể hiện là gì nó chính là cái điểm kháng cự và hỗ trợ đấy nhá các bạn để ý này trong cái quá trình nó đi lên này cái đường giá này, nó chạm mây ấy. Đấy. nó chạm mây thì nó được uh, uh, mây gì là cái được mây đỡ cho hay còn gọi là gì điểm hỗ trợ và sau nó được đánh lên là trợ lại thế cứ chạm mây một cái thì nó lại được đánh lên nó được đỡ đấy được cái mây nó đỡ cho nên đấy chạm mây và cái đường sen a này cũng là hỗ trợ nhé và đường sen cu b cũng là hỗ trợ này nó nó có thể thủng xuống đây nó sẽ nên được chưa và ngoài ra ngoài đường hỗ trợ ra thì nó cũng đóng vai trò kháng cự nha nó kháng cự như nào trong quá trình mà cây nến nó đi xuống ấy trong quá trình mà trong quá trình mà xu hướng nó đảo chiều các bạn nhìn thấy này được chưa đảo chiều xuống này ạ bắt đầu nó quay ngược lên đúng không ạ nó đảo chiều mà nó quay ngược lên đấy thì cái đám mây này nó vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự và đây nó là kháng cự này Nó lên này nó chuẩn bị vượt qua được đúng không ạ thì nó lại gặp đường sen b đấy nó lại dễ bị kháng cự và bị đánh xuống đánh xuống ấy nó lại chạm sen cuv đây là nó lại bị kháng cự Hồi đánh xuống đánh xuống này nó lên một cái này nó chạm sen nó lại bị kháng cự lại đánh xuống đấy, nó vượt lên nó vượt lên gặp sen cuv lại bị đánh xuống Đấy các bạn thấy không ạ này vượt lên này, lại bị đánh xuống một điểm đây nó bắt đâu vượt qua được này đấy. vượt qua nhưng nó lại bị đánh xuống chưa này. rồi khi mà nó vượt qua được như này nha các bạn, nhé. Các bạn ý nhé khi mà khi mà nó vượt qua được này khi mà khi khi mà cái đường giá nó vượt qua được mây vượt qua được mây và ba cái đường này chỉ chỉ cu này tenkan kijun nó vượt qua được đám mây nó vượt qua đám mây và nó nằm trên đám mây thì lúc bây giờ nó báo hiệu một cái xu hướng là gì à, cổ phiếu bắt đầu đi lên thì thường thường ở các cái thời điểm này những những nhà đầu tư gọi là những người có nhiều kinh nghiệm đầu tư thì người ta sẽ bắt ở thời điểm này người ta mua nhất rất nhiều tại cái thời điểm này nhé để người ta dễ dạ. để người ta biết được cái xu hướng của nó đã đổi đảo chiều rồi đã vượt qua được Đó. thì các bạn có thể áp dụng được các bạn có thể dùng thêm được các cái công cụ khác như là gì dạ. Bollinger Band, Bollinger Band đấy hoặc là gì dạ. các bạn sử dụng cái chỉ số macd macd nhé các bạn sử dụng cái chỉ số được chỉ số MACD chưa? tại thời điểm này các bạn thấy không à? ạ? còn nó vượt đấy, nó vượt lên là người ta sẽ mua, mà những người người ta chỉ chờ chờ nó vượt thôi, nó vượt lên ba cái đường này nó vượt lên trên được thôi, đấy. vượt lên trên là người ta sẽ mua xuất hiện, xuất hiện cái bóng nến màu à, bóng mây màu màu xanh như này là người ta bắt đầu người ta mua vào rất là mạnh nha các bạn nhé, hoặc là gì? sử dụng thêm cái chỉ số nữa đó là chỉ số RSI chúng ta cái chỉ số này người ta sử dụng trên chỉ số này bởi vì giờ ai SI chúng ta dùng để gì ạ? bắt đáy bắt đáy này khi nó vượt qua được cái vùng quá bán đấy vùng quá bán đấy thì có ăn mua vàng kết hợp qua cái chỉ số này, này chúng ta áp dụng để phân tích cho nó chuẩn hơn nhé à, thì thực sự tất cả các cái các cái công cụ là các chỉ số Ờ, để phân tích kỹ thuật này thì nó cũng chỉ mang cái tính chất tương đối thôi có thể đúng không cũng có thể sai nhé các bạn nhé có thể sai các bạn nhé ví dụ nó lên đây một cái nên đây một cái có thể nó bị đánh xuống luôn đấy có thể đúng có thể sai chúng ta dùng thêm nhiều các công cụ để chúng ta cùng sử dụng nó để để để, để xác định nó một cách chính xác hơn nhé đấy mình nhìn thường thường mình nhìn thêm hai cái đường uh, uh, sen cu a sen cu b rất là đau mắt mình thử mình tắt đi còn tắt vào đây tắt hai cái đường sen của a sen của b đi, nhìn đau mắt, này các bạn này, rất đau mắt đúng không? Chúng ta chỉ để ba cái đường chính ấy thôi, một cái bạn đám mây ở dưới như này thôi là các bạn biết được rồi. À, nó như thế nào? để mình thì mình hay để cái biểu đồ như thế này, mình tắt hai cái đường sen cu đi. Đây. Ok, thì mình đã chia sẻ với các bạn cái cách sử dụng cái cái chỉ số một okay, cái chỉ báo Inchimoku này để phân tích kỹ thuật nhá thì mình cũng xin phép kết thúc video ở đây nếu các bạn thấy video của mình có ích với các bạn thì các bạn hãy cho mình một đăng ký một like và một share và một bình luận nhé cảm ơn các bạn đã xem video của mình